Hello anh em nhá, chào anh em đến với video tiếp theo của tôi. Tôi nhà toán học, hôm nay tôi lại lên video về cổng game trên đường trò chơi đây anh em ơi. Thì hôm nay tôi nạp số vốn là bao tiền anh em nhỉ? Chắc chắn rồi. Hôm nay tôi số nạp số vốn là 45 triệu vào cổng game trên đường trò chơi gọi là combat tí cùng bàn tài xỉu là 10-5. Đấy thì báo cáo anh em là cầu này thì 321 cầu tủ của tôi thì tôi vào luôn 10 triệu anh em ạ. À. Húp. Húp mai húp anh em ơi. Rồi, không sao cả. Tiếng đầu tiên coi như là mở bát anh em nhá. Đấy. Đấy, coi như là tiếng đầu tiên mở bát test cầu, còn không ra để chịu anh em ạ, đúng không nào? Rồi không sao cả anh em nhá. Đấy, thắng thắng thì làm vua, thua thì im lặng chờ đợi gọi là cầu đẹp anh em nhá. Rồi thế nào? Rồi, vậy là quá là đẹp rồi anh em ạ, vậy là quá là tốt rồi đúng không anh em? Đấy 10 triệu quả đấy thua kìa, 100 triệu tôi vẫn chấp nhận, bởi vì cầu đấy tôi đánh quá là vội vàng đúng không anh em ơi, cầu đấy tôi đánh quá là vội vàng nên là không có gì để than thì chả vãn cả anh em ạ. Rồi thế nào, rồi làm lại cái anh em nhá. Ôi chứ anh em chuẩn đoán thì cầu này sẽ là cầu là 15 12, cầu này sẽ hồi lại một cầu xỉu này, làm nhẹ nhàng khoảng 10 triệu cầu xỉu xem là quả này có xỉu không anh em ơi. Đấy xem mà lụm được không anh em ạ. Rồi thế nào, ba này rồi lụm luôn anh em ơi, may mắn thật sự luôn anh em ạ. Được chưa nào, rồi nhẹ nhàng khoảng 10 triệu xỉu, coi như là tay trước mấy tay này là gỡ được đúng không. Rồi thì cầu này mình sẽ làm quả cầu 22 9 12, rồi thì quả này sẽ làm quả là 10 triệu cầu xỉu anh em nhé. Rồi cầu này mình sẽ làm lại nhẹ nhàng quả 10 triệu cầu xỉu anh em ạ. Đấy xem cầu này có lên xỉu hay không anh em ơi. Đấy xem cầu này có xỉu hay không anh em ơi. 9 12 9 8 15 12. Rồi cầu này sẽ làm là quả xỉu cầu 22 anh em ạ. Đấy kết anh em ơi, đúng không nào? Rồi 2-1 luôn anh em ạ. Rồi lãi ra gọi là hai tay anh em ơi, à một tay. Rồi nhẹ nhàng vậy thôi anh em ơi, được chưa nào? Rồi 12 cầu thì đang là 22 này, 97 này. 98 98 thì lên được 15 12, 97 sẽ 11 12 anh em ạ. Anh em nhá. Đây là cầu này mình không có gì phải buồn cả anh em ạ. 9 triệu này. 600 đi anh em ơi. Đấy, tầm này kết là pha thôi anh em ơi. Rồi, 9 triệu 6 cầu tài xem mà quả này có tài không anh em ơi. Được chưa nào? Rồi, chốt nhẹ nhàng quả tài anh em ạ. Đấy. Tầm này tự tin là làm quả tài bé bé nên là mình vẫn cứ gọi là khá là mạnh anh em ạ. Đấy. Cũng khá là mạnh quả tài này, 9 triệu 6 cầu tài xem mà quả này có lên tài không anh em ơi. Được chưa nào, 9 7 6 mở bát cái xem mà lên quả tài không anh em ơi. Tầm này chỉ cần tài to là đẹp này. 3 36 36 làm sao mà có một, bởi vì cầu đang là 22 anh em ạ. Ôi thế nào, rồi có khi quả này 15 16 luôn đấy, 14 16 luôn đấy, không phải đơn giản đâu anh em ơi. Rồi vậy tiếp tục đi anh em ơi, được chưa nào. 1 2 3 cũng gọi là khó khăn đúng không anh em ơi, đúng không nào. 1 2 3 cầu này thì 14 13 14 à, 14 xuống 13 đây anh em ạ. Được chưa, rồi thì quả này sẽ là đánh là 4 triệu 7 nhá, thêm 89k đi anh em ơi. Được chưa nào, 98k đi. Đấy nên là quả này mình vẫn làm quả gọi là quả tài đi anh em ạ, đánh ra thanh cảnh nhá. Đấy thanh cảnh quả tài 14 13, rồi chốt lại một tay, chốt nhẹ nhàng lại một tay nhá. Ok khả năng là đẹp anh em ạ, đúng không nào. Rồi cơ hội vàng trong làng mở bát nên là quả này vẫn cứ gọi là tự tin chốt quả tài đi anh em ơi. Đấy. 5 này, 5 5 1 à 5 5 5 anh em ạ. Rồi quả thế cầu này là 3 con 5 anh em nhá. Ok chưa anh em ơi. Đấy. 5 5 5 14 15. Rồi 3 con 5 thì cầu này mình vẫn là tự tin theo quả cầu 22 anh em ạ.
tầm này đánh là 3.300.000 đi, tầm này đang gọi là trong thế thắng thì cứ đánh lom rom thôi anh em ơi. Đấy, 3.300.000 là đẹp anh em nhá. Ôi trời anh em ơi, rồi quả này sẽ làm quả xỉu đây, 3.347.000 ca cầu xỉu, xem là quả này có xỉu hay không anh em ơi, được chưa nào. Rồi tầm này thì sẽ làm một cầu xỉu bé bé là đôn anh em nhá. Tầm này sẽ làm lại một cầu xỉu bé bé là đôn này. Đấy, tầm này xỉu bé tí là đôn anh em ơi, 3.347.000 ca cầu xỉu. Đấy, vui vẻ nhẹ nhàng lạc quan thôi anh em ơi. Nào 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 nào, đủ không, đủ không, quá là may mắn luôn anh em ơi, được chưa nào. 636 anh em ạ, đủ luôn, đen thật sự anh em ơi. Ok không sao, hơi đen một chút nhưng mà quả này thì mình mất mất quả là 5 triệu thôi, 445 thì tầm này mình đang lãi được 20 đấy anh em ạ. Đấy thì thôi, chắc là mình làm một tay năm cũ thôi mình nghĩ anh em nhá. Đấy gọi là cũng khá là ngon rồi, đấy cũng khá là thành công rồi, nên là quả này mình sẽ làm là năm cũ cầu gì nhá, chắc chắn rồi, cầu này sẽ là cầu xỉu, xem là cơ hội này có lên xỉu hay không anh em ơi, được chưa nào. Tầm này xỉu bé là đôn anh em ạ, 1 2 3 4 2 1, 14 15 mà. Rồi vậy là, vậy là tốt rồi anh em ạ, làm khoảng gọi là 5 triệu cầu xỉu đi, xem có xỉu không anh em ơi. Uầy, cũng khá hay anh em ơi, đúng không nào, trong trường hợp này cũng khá là hay, bởi vì sao, bởi vì cầu 22 tự nhiên gãy nhưng mà mình vẫn có lãi ở đây, cũng là hay rồi anh em ạ, đúng không nào, cũng gọi là có một chút thành công rồi anh em ơi. Rồi à, đủ luôn. Ok luôn này, rồi tay cuối thì 63 ra 1 anh em ạ. Đấy cũng khá là may mắn khi tay cuối là 63 ra 1. Thì thôi chắc là video mình cũng khá là dài rồi, xin phép anh em nhà mình là mình dừng video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nhá. Bye bye anh em, chúc anh em thành công cùng cộng game là thiên đường trò chơi nha. Và link game tôi đặt dưới phần mô tả, ngay tay tải game theo đúng link game để chơi game nhá. Và đừng quên là thả like và subscribe kênh cho tôi nha. Bye bye anh em.